Xin chào tất cả các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghe Cả Lát của em ạ. Chào mừng các anh các chị, đây là cây rễ vàng nha anh chị. Gen Aurea nha. Thì cái cây này trước đây có làm một cái clip của về cái cây này rồi đó. Đó là cái cây mẹ của nó bị thúi ngọn nha anh chị. Đây này. Cái ngọn nó bị thúi này. Thì sau đấy thì em có bỏ cái lá ngọn đi thì những cái cây con nó phát triển lên như vậy này anh chị này. Mà bữa nay thì những cái cây con nó cũng lớn hết rồi. Lớn rồi. Bây giờ em phải tách nó đi để em nhường chỗ cho những cái chồi nhỏ hơn nó phát triển nhé. Và thứ hai nữa là em phát hiện ra một cái cây nó bị vàng lá này anh chị này. Cái lá mới mà nó vàng như vậy này anh chị này. Thì không biết là bên dưới nó bị làm sao nhé. Chắc chắn là nó ảnh hưởng đến bộ rễ hoặc là cái bộ củ rồi. Thì cái lá nó vàng như vậy này. Thì cũng tiện thể em cũng tách luôn mấy cây mẹ này, mấy cái này ra này. Và tiếp tục cái củ mẹ còn lại này. Em vẫn tiếp tục em ươm tiếp để cho nó đẩy cây con ra. Thì hôm nay em sẽ tách cái này ra nha anh chị. Rồi. Mời các anh chị cùng theo dõi ạ. Rồi, gạt hết đất rồi nha anh chị. Em cảm thấy là cái bộ rễ của nó bị thúi rất là nhiều nha anh chị. Đây này, cái rễ thúi này đó, của những cái bên cái cây này thúi rất là nhiều nha. Cái này thì hoàn toàn là bộ rễ của nó hoàn toàn rất là yếu anh chị ạ. Ở đây có mấy cái trứng này. Ở đây thì em để ý ở đây thì có một ít trứng này, thì cái trứng này em sẽ khai thác luôn để em ươm cho nó đỡ bị lạc nhé. Khai thác cái này trước đi. Ở đây có cây con này em sẽ tách hết nha anh chị. Tách hết tiện một lần thì em sẽ tách để em khai thác luôn. Trước tiên thì những cái cây lớn này em sẽ khai thác trước này để cho nó lấy cái đường này mình nhìn những cây nhỏ này.
Đó, nó bám vào cây mẹ này. Nếu mà mình nhấc ra như vậy thì mình chỉ việc kéo nó ra ngoài thôi là nó tự nó tách ra rồi. Cây con này thì cũng khá lớn rồi nhưng mà van nó yếu này anh chị này. Em đang hy vọng những cái lá mới ra nó sẽ đẹp. Đó. Thì đây này anh chị này. Cái bộ rễ của nó hư rất là nhiều nhá. Khả năng cái giá thể này có vấn đề rồi. Đó, bộ rễ hư rất là nhiều. Đó, ok, cây này em sẽ bỏ ra ngoài trước đi. Đây, cây tiếp theo này. Cây này thì cũng đây lá này cũng vàng này. Rễ luôn. Đây anh chị này. Cái này nó có trứng này nhưng mà nhỏ xíu à. Bộ rễ này thì cũng em thấy nó cũng yếu. Nói chung là yếu, cây này yếu. Tiện thể cũng khám phá coi bộ rễ bên trong cái gốc này nó có cái gì. Cây này thì va nó ok hơn tí này. Đó. Thôi bỏ ra ngoài làm tiếp thôi. Đây. Đây chính là cái lá mà bị yếu đây. Thì em sẽ tách ra để em coi xem tiện thể đây có cái trứng luôn này. Em sẽ tách cái này ra để em coi xem nó như nào nhá, sao nó lại vàng hết lá nhá. Đây anh chị này. Đây có cái trứng nữa. Bộ rễ của nó hư hết rồi anh chị ạ. Đó. Anh chị trồng cây á, đừng có sợ cái việc là mình nhấc ra mình coi bên trong có cái gì nhá. Mình nhấc sớm ấy thì mình sẽ biết sớm được bên trong nó có cái gì, nó bị làm sao. Rồi mình lại trồng lại thôi chứ không có gì cả. Cây nó sẽ bị chột mất khoảng tầm 2-3 tuần thì nó không sao. Nhưng bù lại thì cái cây mình có thể mình biết trước tình hình để mình giải quyết nó nhé. Cái lá vàng thì mình cũng bỏ đi. Đó, những cái lá vàng này thì mình bỏ đi. Mình tách đến sát trong này luôn. Để vậy thôi. Cây này thì cái lá này cũng gần như là hư rồi. Em sẽ cắt cái lá này đi luôn. Bỏ cái lá đi. Còn cái lá này thôi. Cái này thì em sẽ để em dưỡng em trồng lại nhé. Rồi, 3 cây. Đây là những cây nhỏ này anh chị này. Thì những cây nhỏ như này thì tiện em nhổ lên như vậy rồi thì em cũng sẽ tách nó luôn nhé. Em coi bộ rễ thì em sẽ tách nhé. Tình hình như nào thì em sẽ tách thì tách luôn nhé. Còn nếu mà rễ thì em sẽ không tách. Còn tách nhiều thì em sẽ tách luôn. Đó, bộ rễ cây mẹ này nó cũng rất là yếu. Đây này, có những cái chồi như này này. Nếu mà mình không tách đi á thì những cái chồi này nó sẽ khó mà nó đâm lên được nha anh chị. Rễ nó yếu nó sẽ không thể đẩy ra được này. Đây, đây cũng bị này. Đáng lẽ cái này ra cây thì nó bị thú ở trong như này này. Đó. Đây này anh chị này. Thành một cái lỗ này. Đó, thành một cái lỗ này luôn này. Cái mùa này sâu nhiều lắm anh chị ạ. Em chọc thử mấy con sâu nhá. Đây cũng bị này đấy. Thấy không, nó ăn sâu nó ăn này. Cái củ này bây giờ em sẽ cắt ra. Cắt thì từng miếng ra để em coi bên trong nó có cái gì nhá. Đó, nếu mà mình không lấy ra được thì mình không thể biết ở bên trong nó bị sao đâu anh chị ạ. Nó thúi lên dưới này. Nghe chưa? Này, nó thúi hết xung quanh cái củ này luôn rồi anh chị ạ. Này. Nó thúi hết xung quanh luôn rồi anh chị ạ. Rồi cái củ này em sẽ cắt ra thành từng khoanh một. Những cái nào mà có những cái mắt này này em sẽ cắt ra để em giữ cho cái phần